Xin mến chào quý vị và khán giả đang xem trên kênh Nhật ký Ba Bố Con. Lại là mình đây, lại là trợ lý nhà đẹp NTN đây. Hôm nay thì ba thầy trò mình đang có mặt tại Hòa Bình để về thăm lại cái mẫu mái Nhật 1 tầng 4 phòng ngủ. Đấy, mời quý vị và khán giả cùng đón xem cái quá trình mình review mẫu này nhé. Và có quý vị nào đang ở gần khu vực Hòa Bình hoặc quý vị có nhu cầu tư vấn phong thủy và thiết kế nhà đẹp, xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình để thầy trò NTN đến tận nơi tư vấn cho quý vị có một ngôi nhà sang trọng, hiện đại và tiết kiệm chi phí. Và ngôi nhà này thì được làm theo cái phong cách hiện đại giống như mẫu nhà đẹp huyền thoại trên kênh nhà đẹp NTN. Đấy chính là mẫu nhà đẹp 99 này quý vị. Đó, quý vị có thể nhìn thấy đây. Và ngôi nhà đang có mặt tiền là 16m, tính cả bếp và chiều sâu của nhà là 10m quý vị nhá. Đó. Giờ mời quý vị vào tham quan không gian chi tiết bên ngoài mặt tiền của ngôi nhà này. Ngôi nhà thì bác trồng những cái cây hoa, cây cảnh rất là đơn giản bằng những cái đó, trang trí rất là đẹp. Đó. Và phía bên đây sẽ là khu vực sảnh, khu vực bên sườn trái của ngôi nhà này. Ở bên đây thì thầy mình có mở cho bác thêm một cái lối cửa để đi ra ngoài sân này, đi từ phòng khách đi ra ngoài, hoặc là đi từ ngoài sân đi vào phòng khách, hoặc là cái cửa này có thể dùng để mở ra để lấy thoáng cũng như là lấy ánh sáng vào trong ngôi nhà. Đấy. Và đây lại là con ngựa sắt của ba thầy trò em đây. Đấy. Nó luôn đồng hành cùng với ba thầy trò trên khắp mọi nẻo đường. Đấy. Có quý vị nào đang có nhu cầu tư vấn phong thủy và thiết kế thì quý vị hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình nhé. Và cảm ơn quý vị và khán giả đã luôn đón xem video của mình, đã luôn cho mình những cái nút thích video, những cái bình luận rất là tích cực. Và quý vị chia sẻ video của mình giúp mình có thể tiếp cận những người đang chuẩn bị làm nhà có thể xem đến video này của mình. Đấy là một cái điều biết ơn chân thành của mình đối với quý vị và khán giả rất là nhiều. Đó. Bên dưới chân tường thì bác ốp bằng những cái gạch 3D. Đấy. Rất chi là đẹp này quý vị này. Đó. Bên trên là những cái điểm nhấn bằng những cái màu cà phê cháy này. Đó. Và đây là khu vực sảnh chính. Khu vực sảnh chính này của bác thì đang có chiều rộng là 5m và chiều sâu của sảnh là 2m quý vị nhá. Đó. Bên trên thì bác làm sảnh loe ra khoảng đến 6m quý vị ạ. Cột sảnh thì bác làm cột vuông 50. Đấy. Xong bác lại úp đá ở giữa để cho cái cột nó không bị thô. Đó. Phía bên đây sẽ là khu vực bếp chính này. Đó. Chút nữa mình sẽ dẫn quý vị vào tham quan cái không gian bếp cũng như là cái không gian bên trong ngôi nhà. Đó. Sảnh thì bác làm 3 bậc bước lên. Đó. Đó. Cái mẫu mái Nhật 1 tầng hoặc là những cái mẫu nhà hiện đại hiện nay thì các bác chỉ cần trang trí và trồng những cái cây sân vườn nó đẹp mà nó ít rụng lá nhưng mà nó vẫn tạo được cái vẻ đẹp trong ngôi nhà rất là nhiều. Đấy. Ví dụ những cái loại cây như này các bác trồng thì có mấy khi rụng lá đâu ạ. Đó. Đó. Mà nó lại còn tăng thêm cái vẻ đẹp trong ngôi nhà hơn. Đấy. Giờ mời quý vị vào tham quan không gian bên trong phòng khách nhé. Giờ vào đến không gian chính giữa cũng như là không gian nội minh đường. Bao giờ thầy mình cũng để trống để cho cái không gian này khi bước vào nó được thoáng mát và cảm giác cái ngôi nhà nó được rộng rãi hơn quý vị ạ. Đó. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy đây. Và toàn bộ không gian phòng khách cũng như là không gian nội minh đường, không gian phòng thờ này thì đang có diện tích khoảng 40m² quý vị nhé. Đấy. Nếu mà tính nguyên không gian phòng thờ thì phòng thờ đang có diện tích là 16m² quý vị ạ. Đó. Đó. Không gian chung rất chi là rộng. Bên trên thì các bác làm trần gỗ kết hợp với những cái ánh đèn vàng tạo cho cái ngôi nhà nó thêm sự sang trọng hơn. Đó. Kết hợp với những cái ánh đèn vàng và cái hệ đèn chùm. Đấy. Vào ngôi nhà rất là rực rỡ luôn quý vị ạ. Đó. Bên trái mình thì bác có đắp một cái khuôn tranh đồi núi đồng quê. Đấy. Và đây là chính giữa, sâu phía trong mình sẽ là không gian phòng thờ này. Đấy.
Đây mình thiết kế cho bác vừa đủ để kê một cái án gian hai cái nọ lục bình hai bên. Đấy. Phía dưới thì phòng thờ bác xây cao lên khoảng 3 phân để cho cái phòng thờ nó được tôn nghiêm hơn. Đó. Phía bên này sẽ là khu vực cửa để mở ra cũng như là lấy thoáng và lấy sáng cho ngôi nhà. Không gian phòng ngủ số 1. Không gian này có diện tích khoảng 20 m², kê được hai cái giường để cho hai bạn nhỏ của bác chủ nhà ngủ kết hợp với lại học hành ở trong này. Đó, rất là tiện lợi. Sang đến không gian tiếp theo là không gian các phòng ngủ, đi xuống các phòng ngủ cũng như là đi xuống khu vực bếp chung. Phòng ngủ số 2. Phòng ngủ này thì đang có diện tích là khoảng 16 m², bên trên được làm trần thạch cao. Giờ mời quý vị vào tham quan sang phòng ngủ tiếp theo nhé. Quý vị nào đang xem trên kênh Nhật ký Babucon, quý vị thấy chia sẻ của trợ lý Nhật em ETN hay hữu ích, hãy cho mình một nút thích video, một nút đăng ký kênh. Và đây là phòng ngủ rộng nhất cũng như là phòng ngủ master của bác chủ nhà. Đấy. Phòng ngủ này thì đang có diện tích khoảng 20 m² này quý vị này. Và có vệ sinh khép kín. Đấy. Quý vị có thể nhìn thấy đây. Đấy. Sâu phía trong là khu vực vệ sinh khép kín. Đấy. Và vẫn có hệ thống quạt hút mùi quý vị nhé. Giờ mời quý vị xuống tham quan không gian tiếp theo của ngôi nhà. Đấy. Phía bên tay phải của mình sẽ là khu vực vệ sinh chung của ngôi nhà. Đấy. Khu vực vệ sinh chung thì đẩy ở phía cuối đằng này thì vừa tiện đi lại cũng như là không quay ra khu vực phòng bếp cũng như là khu vực phòng khách. Đó, rất là kín đáo. Và toàn bộ khu vực bếp này đang có diện tích khoảng 30 m² quý vị ạ. Bếp được thiết kế thẳng, đứng lấu rất là tiện lợi và bếp rất là gọn quý vị ạ. Phòng ngủ cuối cùng, phòng ngủ số 4. Phòng ngủ này thì đang có diện tích khoảng 16 m². Đấy. Đó. Phòng ngủ cuối này thì các bác có một cái view nhìn cửa sổ, nhìn ra khu vực đằng sau ngôi nhà rất là thoáng. Ra đến không gian bếp. Đấy. Quý vị có thấy không gian bếp của bác nhỏ nhưng mà cái không gian nó rất là rộng. Phía cuối là không gian sân ướt, bếp phụ, sân phơi. Đấy. Cảm ơn quý vị và khán giả xem video tới đây. Hẹn quý vị và khán giả ở những video sau nhé.